Nghe Long Tây mến chào bà con. Đó. Thì hôm nay quay lại kênh em có mở rộng cái mô hình nuôi ốc ra. Thì em quay lại cho bà con mình tham khảo những cái bước đầu cơ bản đó bà con. Để mình cái cách thức mình đào ao như thế nào, với lại mình xử lý vôi với lại lăng như thế nào cho nó hiệu quả nha bà con. Đó. Thì đây thì em có mở rộng cái mô hình nuôi ốc. Tại lúc trước thì cái của em thì nó hơi nhỏ đó bà con. Thì bà con nào có theo dõi kênh thì bà con cũng biết rồi. Còn sau khi em múc clip lại đó, em nông cái mương cho nó rộng ra. Và em để ý cho bà con cái vấn đề mà khi mà mình đào ao bà con, nếu bà con nào có sửa ao hay là đào ao mới á, thì bà con mình lưu ý cái vấn đề như thế này. Đó thì khi mà mình đào ao, cái cách thức mình đào ao nuôi ốc đó bà con, thì bà con nên múc cái ao bà con, cái lề mình cho nó lài ra. Nó lài tầm 45 độ, hơn 45 độ càng tốt. Bà con mình nên nhớ là chừa cái lề cho bằng mặt nước ao nha bà con. Cái này cái lề của em sửa nè, nước em vô chưa đầy, khi nào mà nước vô đầy là lé lé cái lề rắc nè bà con. Thì khi mình đào ao viên chi đó, thì sau này bà con mình nuôi ốc á, nó tới giai đoạn mà ốc nó bắt đầu đẻ bà con, thì mình chừa cái lề lại cho ốc sau này nó lên đẻ luôn. Thì bà con mình có thể trồng môn đó, bạc hà hoặc là tây tượng gì đó, cù nèo đó bà con. Thì sau đó thì ốc nó lên bờ nó đẻ luôn, thì cái đó để cho mình tiện việc sau này thôi. Còn sau khi bà con mà mình đào ao xong đó con, thì mình xử lý thứ nhất là phải gãy vôi để cho nó hạ phèn đó. Thì đây thì bà con mình chưa có nuôi ốc á, chưa có thả ốc á, thì mình gãy vôi nào cũng được đó. Vôi chủ yếu là cho nó hạ phèn tốt thôi. Sau khi bà con mà mình thấy mà cái bờ của mình nó hết phèn đó, trời mưa dài đám xuống đó, rồi cái nguồn nước của mình ở dưới ao bà con nó hết phèn, thì bà con mình bắt đầu mình thả giống được thôi đó. Do em cái bờ của em sửa lại nên cái lượng phèn mà nó tuôn xuống bà con thì nó không có nhiều. Nhưng bà con thấy cái nguồn nước của em nè, em mới cái gãy vôi thôi nhưng mà cái nguồn nước vẫn là không có phèn nha bà con đó. Thì sau khi mà mình gãy vôi xong thì mình tiến hành gãy lăng. Thì bà con mình mua lăng nào cũng được, chủ yếu là nó cái lăng thủy sản thì càng tốt nha bà con. Nó có loại lăng thủy sản nữa là super lăng đó bà con, để cho nó thì cũng hạ phèn, nó tạo khoáng, cung cấp khoáng, với lại nó làm cho tảo gông ghiêu này kia nó phát triển tốt đó bà con. Thì bà con mình lưu ý thì một bao của nó bà con mình cho mình gãi cho 1000 m³ mặt nước được bà con. Thì cái thằng lăng đó nó cũng hay lắm, nó cũng diệt khuẩn luôn đó, nó cũng khử trùng ao nuôi luôn, rồi nó cũng hạ phèn luôn, nó làm cho cái gông ghiêu tảo này của mình nó phát triển lên, rồi sau này mình có thả giống bà con thì ốc nó sẽ phát triển thôi. Thì ở đây em sáng em mới đang gãy vôi rồi em chuẩn bị gãy lăng cho bà con mình tham quan tham khảo luôn nè bà con. Như cái bờ của em thì nó sửa lại thì nó không được đẹp nha. Khi bà con mình cho nước vô mà nó lé lé cái lề đất của mình nè bà con, thì sau này cái thủy sinh của mình nằm ở ngoài, còn ốc mình sau này nó bước lên nó lên cái lề nó đẻ luôn, thì bà con mình dễ cái việc nhặt trứng lắm đó. Thì bà con chú ý nên đào cái ao của mình sao cho nó cái lề cho nó lại tầm khoảng 45 độ, hơn 45 độ bà con. Thì sau này cái mực nước của mình nó lên xuống á, thì bà con lúc nào cũng thấy ốc nó đẻ thì mình dễ kiểm soát lắm. Còn bà con mà mình làm cái đề đứng quá thì sau này á, ốc mà nó lỡ có đẻ thì bà con mình không có thấy được, không có kiểm soát được. Với lại cái mực nước lên xuống bà con mình không có dễ mà mình quan sát ốc. Thì cái đó thì một số kinh nghiệm của em nuôi thì em chia sẻ lại cho bà con mình nuôi cho nó hiệu quả thôi. Thì cái ao này thì em chuẩn bị trồng bông súng nha bà con đó. Tiến hành trồng bông súng. Đây thì em chuẩn bị xong hết trơn rồi. Sau khi mà mình coi cái lượng phèn mà mình trên clip mình đó bà con, nó hết phèn thì mình tiến hành mình thả giống thôi. Cái nguồn nước của mình nó đẹp lại thì thủy sinh nó phát triển rồi, thì mình bắt đầu mình thả giống. Thì bà con nào
mới thì xem mà có nhu cầu mà cải tạo ao hay là chuẩn bị nuôi ốc á bà con, thì cứ nhấn đăng ký theo dõi kênh của em, thì em sẽ quay video lại, em chia sẻ cho bà con mình những cái kinh nghiệm nuôi ốc của em, để em cho bà con mình tham khảo thôi, để mình nuôi ốc cho nó hiệu quả. Thì hiện tại em có cung cấp con giống trứng ốc, thì bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0339 739 390 gặp Tiến. Thì bà con nào mà chưa rành muốn phát triển cái ao nuôi của mình thì bà con mình cứ liên hệ với em, thì em biết nhiêu em sẽ hỗ trợ cho bà con mình nhiêu để mình nuôi ốc cho nó hiệu quả thôi. Rồi thì hôm nay em có một số chia sẻ cho bà con mình nhiêu thôi. Chúc bà con một ngày tốt lành nha.